Nhà gió homestay từ khi ra mắt cho đến nay đã được những du khách trong và ngoài nước coi như một chốn dừng chân vô cùng hoàn hảo nhất dành cho bất kỳ ai đến cùng với thành phố Đà Lạt ngàn hoa. Trong bài viết này hãy cùng chúng tôi khám phá ngay ngôi nhà độc đáo và vô cùng dễ thương tại nơi này nhé. Đôi nét về nhà gió homestay sở hữu view đẹp. Tòa lạc ngay tại số 50 đường Nguyễn An Ninh, nhà gió homestay nằm chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 10 phút đi xe. Là một trong những homestay Đà Lạt có giá thành rẻ được nhiều du khách yêu thích nhất hiện nay. Không cần phải di chuyển đến những khách sạn cao cấp, ngay khi đặt chân đến nhà gió homestay bạn có thể tận hưởng không gian yên bình độc đáo cũng như phong cách hoàn toàn khác biệt. Không gian quán. Bao quanh homestay, khu vườn cùng với cây xanh trong lành tạo nên một không gian yên tĩnh, thư giãn tối đa dành riêng cho du khách. Nếu bạn muốn tìm dành cho mình những tháng ngày nghỉ ngơi, không vướng bận bất cứ điều gì, chỉ cần ngủ bùi, đọc sách cũng như đi dạo thì nơi đây chắc chắn sẽ là điểm đến tuyệt vời dành cho bạn và những người thân yêu đó nhé. Đọc thêm thung lũng Sunview Homestay với vườn cúc hòa mi cực đẹp. Chủ nhà thân thiện ở nhà gió. Team nhà gió homestay được xem là thực sự đáng yêu nhất hệ mặt trời luôn, khi đến đó bạn sẽ bắt gặp chú Phong với trẻ tuổi, đẹp trai có một tấm lòng bao la bát ngát cùng với các bạn cơ nhỡ. Chị Nguyên sở hữu tính tình lầy lội, dù đêm đông giá buốt cũng có thể đưa bạn đến mọi chốn của thiên đường. Anh Ngựa vô cùng dễ thương, nhiệt tình nhưng tính cách khá trầm tính nên nói nhiều quá trời. Khanh và chị Vân nấu ăn ngon miễn chê và tốt bụng vô cùng. Đánh giá của cộng đồng mạng về nhà gió. Các phòng nghỉ tại homestay nhà gió đều có cửa sổ rộng thoáng nhìn thẳng ra không gian thành phố cực thơ mộng. Mỗi buổi chiều nằm tại ban công của gió nghe một bài hát quen thuộc, ngắm nhìn chiều hoàng hôn buông chắc chắn sẽ là điều tuyệt vời hơn bao giờ hết đó. Đứng từ homestay, du khách cũng sẽ có cơ hội được ngắm nhìn thành phố Đà Lạt mờ ảo trong sương vào mỗi sáng sớm, hay lung linh trong ánh đèn vào những buổi tối tuyệt đẹp. Ngoài ra, nhà gió homestay được decor vô cùng đẹp mắt nên bất cứ góc nào tại căn nhà này cũng sẽ tạo nên một bức ảnh để sống ảo đẹp chiều lai. Những tiện ích xung quanh nhà gió homestay. Địa điểm ăn uống gần nhà gió. Những quán ăn ngon và nổi tiếng gần với homestay nhà gió như quán bánh bèo số 4 Bà Hường cách 1,0 km, quán lẩu bò quán gỗ Ba Toa cách 0,8 km, quán lẩu gà lá é Tao Mộ cách 2,3 km, quán bánh tráng nướng Dì Đinh cách 2,0 km, quán bánh căn nhà chung cách 3,6 km. Đọc thêm review The Wilderness Homestay tổ chim giữa núi rừng. Quán bánh mì xíu mại Hoàng Diệu cách 2,0 km, quán ướt lòng gà Long Chuyên cách 1,8 km, quán nem nướng Bà Hùng cách 1,4 km, quán kem bơ Thanh Thảo cách 2,3 km, quán ốc nhồi 33 cách 1,6 km, quán phở thố Chu Gia cách 2,4 km, nhà hàng cơm Như Như Ngọc cách 3,8 km, quán lẩu nướng Quý Tử Lầu cách 3,2 km. Địa điểm vui chơi gần nhà gió. Những địa điểm vui chơi gần với nhà gió homestay như nhà thờ Domaine de Marie cách 1,3 km, chùa Linh Sơn cách 2,1 km, biệt điện Trần Lệ Xuân cách 0,9 km, thác Cam Ly cách 3,9 km, chợ Đà Lạt cách 3,4 km, hồ Xuân Hương cách 3,2 km, quảng trường Lâm Viên cách 4,1 km, vườn hoa thành phố Đà Lạt cách 3,4 km, nhà thờ Con Gà cách 3,6 km, biệt thự du lịch Hàng Nga Crazy House cách 3,5 km, Dinh Ba Bảo Đại cách 4,1 km, Dinh Hai Bảo Đại cách 5,2 km, Dinh Một Bảo Đại cách 7,1 km, Cung Nam Phương Hoàng Hậu cách 7,1 km,
khu du lịch Lá Phong cách 5,9 km. Thác Đa Tăn Lá cách 9,3 km. Thiền viện Trúc Lâm cách 7,7 km. Hồ Tuyền Lâm cách 8,7 km. Đường hầm Điêu Khắc cách 14,5 km. Thung lũng Tình Yêu cách 4,6 km. Khu du lịch Lang Biang cách 10,1 km. Bảng giá phòng tại Nhà Gió Homestay. Tại đây, mỗi phòng đều sở hữu những cái tên dễ thương như phòng Tí Điệu, phòng Cô Tư, phòng Chú Năm, phòng Cậu Ba. Nổi bật chính là một phòng sinh hoạt chung cực cute, nơi mọi người có thể chơi tất cả những trò chơi hay tâm sự thoải mái cho đến sáng, hay khu vực phòng bí mật nơi bạn có thể dễ dàng lựa chọn để ôn lại những kỷ niệm trẻ thơ cùng với nhau. Đọc thêm review thị trấn Nobi Homestay Hot đang làm mưa làm gió tại Đà Lạt. Bảng giá phòng 2020 của Nhà Gió Homestay. Phòng Chú Năm. Mức giá tham khảo 390.000 đồng Việt Nam đêm. Đặc điểm phòng, phòng bao gồm một giường cho hai người và nằm trên lầu có view nhìn ra thung lũng, nhà WC riêng bên trong. Phòng Cô Bảy. Mức giá tham khảo 390.000 đồng Việt Nam đêm. Đặc điểm phòng, diện tích 14m², giá trên áp dụng dành cho hai thành viên. Nếu thêm một thành viên phụ thu 90.000 đồng Việt Nam, có toilet riêng ở trong phòng. Phòng Cô Tư. Mức giá tham khảo 780.000 đồng Việt Nam đêm. Đặc điểm phòng, phòng gồm 2 giường dành riêng cho 4 người và 1 toilet trong phòng. Giá trên áp dụng dành cho 4 thành viên, phụ thu 90.000 đồng Việt Nam dành cho thành viên thứ 5 trở lên. Phòng Cậu 3. Mức giá tham khảo 390.000 đồng Việt Nam đêm. Đặc điểm phòng, phòng Cậu 3 có đến 1 giường cho 2 người và nằm phía trên lầu có view nhìn ra thung lũng hoa, có toilet riêng bên trong. Phòng Tí Điệu. Mức giá tham khảo 170.000 đồng Việt Nam đêm. Đặc điểm phòng, phòng diện tích 3m², nhìn ra phía cửa là bụi hoa cẩm tú cậu bé xinh. Địa chỉ và thông tin liên hệ Nhà Gió Homestay Đà Lạt. Địa chỉ: hẻm 66 đường Nguyễn An Ninh, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hotline 0979687353. Email contactconstagio.com. Nhà Gió Homestay Đà Lạt chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời, điểm dừng chân phù hợp dành riêng cho những ai muốn tìm một chốn yên bình gần gũi cùng với thiên nhiên để thư giãn nghỉ ngơi bên bạn bè cũng như những người thân yêu sau những giờ mệt mỏi. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của bạn nếu đã từng đến nơi đây bằng cách comment bên dưới cho blog Homestay và mọi người cùng biết nhé.